Chào toàn thể anh em, rất vui hôm nay làm video quay cho toàn thể anh em cũng như bà con chúng ta xem chiếc lơm. Lơm này là lơm đại, lơm cỡ to mọi người nhé, lơm chuyên để úp cá này. Mùa khô đến rồi, đây lơm rất là đẹp. Lơm nhà em đang làm bằng tre hóa nhé, tre rất là già, đây đan rất là tỉ mỉ. Về cái kích thước của nó thì chiều ngang của nó là 65 phân, ngang của nó là 65 phân và chiều cao là 50 phân. Đó. Nan này là bắt rô phi này, cá rô to này, cá chuối này, cá thả trôi chép chấm đấy. Còn những cái loại cá bé như là ngón tay trỏ của tôi đây thì là nó lọt qua mọi người nhé, có thể lọt được đấy. Chủ yếu chúng ta là úp những con cá to trên hai đầu ngón tay là không thể lọt được đây. Đây, cái miệng của nó này rất là tỉ mỉ mọi người nhé. Đấy, mọi người xem qua cái giỏ này, dùng cái lơm này ngoài ra chúng ta có thể dùng trang trí rất là đẹp đấy, rất là cầu kỳ, rất là đẹp mọi người. Đi mọi nhu cầu thì cái lơm này thì em nói thật là nếu như mà em gửi qua bưu điện thì cái phí phí vận chuyển nó rất là cao, cho nên là em sẽ gửi các bác cái đường dẫn của Shopee nhé, các bác có thể vào mua mua miễn free ship. Đấy, các bác có thể tham khảo cách mua free ship trên Shopee thì chúng ta hoàn toàn không mất tiền cước nhé mọi người. Hiện tại thì đang mùa úp cá, đang vào mùa úp cá rồi thì bà con hãy nhanh tay sở hữu cho mình những cái lơm vì số lượng nó không nhiều mọi người, làm nó rất là lâu nên mọi người nhanh tay nhé. Đây, đặt free ship ship về tận nhà mà chúng ta lại không mất tiền cước, để làm rất đẹp. Đó, rất đẹp. Đó, thì bà con có nhu cầu cứ click vào cái đường dẫn em gửi cho mọi người đấy thì mọi người mua nhé. Em cảm ơn mọi người rất nhiều.